arahato samma sambuddha sanamo tassabhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyam pe buddhang saranang gacchami tutiyam pe dhammang saranang gacchami tutiyam pe sanghang saranang gacchami tatiyam pe buddhang saranang gacchami tatiyam pe dhammang saranang gacchami tatiyam pe sanghang saranang gacchami iti pisso bhagava arahang samma sambuddho viccajana sampanno sugato lokavidu anuttaro bhurisadhammasa ratisattha deva manus sanang buddho bhagava tinatti me saranang anyang buddho me saranang warang etai nasapunjavat chơi na hồ tu mê cha ya mang ga lang ut ta mang ge na wan de hang pa da pam sum wa ru ta mang bút thế vô kha li tô đô so bút thô kha ma tu tăng ma măng xóa kha tô pha ga wa ta thâm mô san di thi cô a ca li cô e hi pa si cô o pa na di cô pa cha tăng quê di tập bồ vinh nhu hi ti na ti mê sa năng an nhang thâm mô mê sa năng wa lăng e tê na san cha wat chê na hô tu mê cha ya mang ga lăng Utta mangge na wande hang thammang cha du vi thang wa lang thamme yo khali to do so thammo khama tu tang ma mang supatti panno bhagavato savaka sangho ucupatti panno bhagavato savaka sangho nyaya patti panno bhagavato savaka sangho Sami chipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang chattari purisa yugani atta purisa pukyala esa bhagavato savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo anchalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa Tinatti me saranang anyang sangho me saranang warang etai na sanchavat che na hotu me jaya mangalang utta mangge na wande hang sangkhang jadu itop tamang sanghe yo khali to do so sangho kamatu tang mamang wandami che ti yang sap Bằng sắp bát thà nê su bát thịt thị tăng xà rì đi ca thà tu ma ha Bồ thịnh bút thà rù phăng sa ca lăng sa đà Sâm bút thề át ta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát Sa kê tăng cha sa ta sa hát Sa ni nam ma mi si ra sa a hăng Tê sang thầm nành cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng Na ma ca ra nu phá quê na hàm tòa sắp đề u pháp Ta quê a nê ca an ta ra ya Vi vi na sàn tu a sê sa tô Sam bút thê tanh cha tanh nha sanh cha cha tu vi sa tê sa hát Sa kê đa sa sa ta sa hát Sa ni na ma mi si ra sa a hang Te sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang Na ma ka ra nu pha we na ham toa Sap de u pat da we a ne ka an ta ra ya Ti vi na san tu a se sa to Sam bút thê na bút ta ra sa te at ta chat
Sa li sa sa has, sa ke wi sa ti sa ta sa has, sa ni na ma mi si ra sa ang. Te sang tham mang cha sang khang cha a da re na na ma mi hang. Namakara nu pha we na ham toa sap be upat na we aneka antaraya divina santua se sato sap be purati maya disaya sap ta we ra sukhi hon tu sap be purati maya anurisaya sap ta về ra su khi hồn tu sắp để đăng khi na ya đi xa ya sắp ta về ra su khi hồn tu sắp để đăng khi na ya anu đi xa ya sắp ta về ra su khi hồn tu sắp để bất khi mà ya đi xa ya sắp ta a về ra su khi hồn tu sắp để bất chi ma ya anu di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de uttara ya di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de uttara ya anu di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de upari ma ya di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de happy ma ya di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de satta awe ra hon tu sukhi ta hon tu nit dukkha hon tu abhyapaccha hon tu anikha hon tu dikha yukha hon tu aroga hôn tu sampat ti hi samit chan tu sukhi atta nang pariharan tu dukkha patta janit dukkha paya patta janit paya soka patta janit soka hôn tu sap de pi panino akasattha cha pummattha devanaga Mahitika punyang ho anumodan tu chirangakham tu sasanang akasattha japummattha devanaya Mahitika punyang ho anumodan tu chirangakham tu nogaru akasattha japummattha devanaya Mahitika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada idang vatano punyang asavakkhaya vahang o tu anagate kale sa thụ dạ thầy kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc quý đạo hữu của buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Phật Mạ Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Xin chào. Hôm nay học. Dạ con kính đến lễ sư ạ. Một phần mới đó là phần tâm đạo chi thế. À, phần này thì chúng ta sẽ học về phần lộ trình tâm. Giờ trước tiên mời lớp nghe tập, rồi chúng ta giơ tay lên để tập bài, nhớ được một ít từ vựng quan lý. Lô cốt ta chi tăng, phá lá chi tăng, tu
tu ta phát tít phát lạc chi tăng sắc ca ta ga mi phát lạc chi tăng anna ga mi phát lạc chi tăng arahat ta phát lạc chi tăng chê tí tí ma ni chắc ta rí tí lô phút ta ra phát lạc chi ta ni na ma phát lạc chi tăng khả năng ga yu khả năng ga yu ga thê đề ná karoti vi tắc cá vi chà ra vi tí xúc thê các gà ta sá hi tăng và tham mái khả ná sô ta bát tí phá lạ chi tăng vi chà ra vi tí xúc thê các gà ta sá hi tăng út tí giách khả ná sô ta bát tí phá lạ chi tăng bị tí xúc thề các gác ta xa hi tăng tất tí ách hà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng. A xúc thề các gác ta xa hi tăng chất phúc ách hà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng. U bê khề các gác ta xa hi tăng bành chăm ách hà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng chế tí. Khi mà ni bành chá phí sô ta phát tí phá lạc chi tăng đi nằm á. Tathā sakkadāgāmi phalā anāgāmi phalā arhatā phalā cittaṃ ceti samavisati phalā cittāni. Lần nữa ha. Lokuttara cittaṃ phalā cittaṃ sotāpatti phalā cittaṃ sakkadāgāmi phalā cittaṃ anāgāmi phalā cittaṃ arhata phala cittaṃ ceti imani cattari pi lokuttara phala cittani nama phala cittaṃ cānaṅga yoga pedena karoti vitakka vicara peti sukhe kakkata sahitaṃ pathama cāna sota patti phala cittaṃ vicara peti sukhe kakkata sahitaṃ dutiya cāna sota patti phala cittaṃ bị tí xúc khề các gà ta say tăng tắt tí giá chà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng. Xúc khề các gà ta say tăng chất phúc hạch chà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng. Xúc bê khề các gà ta say tăng phải chăm hạch chà na sô ta phát tí phá lạc chi tăng chê tí. Y mà ni bành chá phí sô ta phát tí phá lạc chi tăng đi nằm mát. Tathā sakkadāgāmi phalā anāgāmi phalā arahatā phalaṃ phalācittaṃ ceti samavisati phalācittāni. Rồi lần nữa, lokuttara cittaṃ là tâm siêu thế, phalācittaṃ là tâm quả, sotāpatti phalācittaṃ là tâm quả dựng lưu, sakkadāgāmi phalācittaṃ tâm quả nhất lai, anagami phalacittaṃ tâm quả nhất lai, arahata phalacittaṃ ceti arahata phalacittaṃ tâm quả a-la-hán tâm a-la-hán quả. Imani cattari pi lokuttara phalacittāni nama bốn tâm này gọi là tâm quả siêu thế. Phalacittaṃ cānaṅga yoga pedena karoti là tâm quả thân thế và chi thị. Vitakka vicara peti sukhe kakkata sahitaṃ patamma cāna sota pati phalacittaṃ là tâm quả dựng lưu sơ thiền và tâm tứ thị lạc định. Vichara peti sukhe kakkata sahitaṃ uttiya chāna sota pati phalacittaṃ tâm quả dựng lưu nhị thiền và tứ thị lạc định. Peti sukhe kakkata sahitaṃ tattiya chāna sota pati phalacittaṃ tâm quả dựng lưu tâm thiền có thị lạc và định. Sukhe kakkata sahitaṃ chất thái cha na sô ta phát tí phá lạc chi tăng tâm quả dựng lưu tứ thiền có là
Pandit. Upeke kakata sahitang panjamat chana soha pati halajitang tang jeti hay là chi tăng giác chi tí tâm quả giữ luôn ngụ thiền có xả và định khi mà ni phành giáp phí sô ta có tí pháp lạc chi ta ni tham má năm tâm này gọi là tâm quả giữ luôn ta sa ta tha sắc ca đà gà mi pháp lạc anà gà mi pháp lạc a ha ta pháp lạc arahata palacittang jeti sama visati palacittani. Như vậy thì có tất cả sama visati palacittani là có tất cả 20 tập, trong đó có là sakadagami là có tất cả 20 tâm. Như vậy có tất cả này dịch lại được tathā sakkadāgāmi phalā anāgāmi phalā arahatā phalā jeti. Như vậy tâm quả như lai, tâm quả bậc lai, tâm quả a la hán cũng như vậy, tức là trong cái tâm nhất lai phật lai a la hán này cũng có 5 năm chia ra theo chi viện, cũng có 5 năm tâm như vậy, thì tổng cộng lại đó là 4 tâm quả, mà mỗi một tâm phân nó ra thành 5, có 20 tâm. Samadhi visati samadhi visati phala cittani là có tất cả 20 tâm quả. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ. Dạ chị Cúc mở máy đi ạ, chị Cúc. Mở mic ạ. Ok, Cúc kêu mở mic ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Lokuttara cittang, phala cittang, sotapatti phala cittang, Saka dagami phalacittang, anagami phalacittang, arahatta phalacittang cheti imani chattaribi lokuttara phalacittani nama phalacittang chanang gayoga fedena karoti quý tất cả quý cha ra bi tí su khê các gáp ta sa hi tăng bát tha mách cha na so ta bát tí phá lá chít tăng. Thưa sư đẩy lên con. Thưa sư đẩy lên nhiệm quý tất cả đọc quý cha ra bi tí su khê các gáp ta sa hi tăng đú tí yết cha na sô ta bát tí pha la chít tăng bi tí su khê các gáp ta sa hi tăng tá tí yết cha na sô ta bát tí pha la chít tăng su khê các gáp ta sa hi tăng chắc tút thắt cha na sô ta bát tí pha la chít tăng Ubekhe, các gáp ta sa hi tăng, bành chá mách chá ná, sô ta bách tí, phá lá chít tăng chê tí, y mà ní, bành chá bí, sô ta bách tí, phá lá chít tăng ní, nà má. Tá thà, sá ca, đà gà mí, phá lá, á nà gà mí, phá lá, á rá, hát tá, phá lá chít tăng chê tí,
Sama vi sati pala chitani. Tôi xin hết rồi. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, mạch sư con xin đọc bài. Lô quốc ta ra chít tăng, phá lá chít tăng, sô ta bát tí phá lá chít tăng, sô cá đa ga, sô cá đa ga mí phá lá chít tăng, á na ga mí phá lá chít tăng, á ra hát ta phá lá chít tăng chê tí y mà ní, chát ta ri bí lô quốc ta ra phá lá chít tăng ní na má. Phá lá chít tăng, trà năng, giá gô giá, khề đề ná, cá rô tí, quý tắc cá quý trà ra tì bí su khề cắt giá ta sa hay tăng. Bát tha mách trà ná sô ta bát tí phá lá chít tăng. Dạ bạch. Quý trà ra bí su khề cắt giá ta sa hay tăng. Đu tí yết cha ná sô ta bát tí phá lá chít tăng. Bì tí su khề cắt gá ta sa hí tăng. Ta tí yết cha ná sô ta bát tí phá lá chít tăng. Su khề cắt gá ta sa hí tăng. Chá tú thách cha ná sô ta bát tí phá lá chít tăng. U bách khề cắt gá ta sa hí tăng. Bành cha mách cha ná sô ta bát tí phá lá chít tăng. Chê tí y mà ní. Bành cha bí sô ta bát tí phá lá chít ta ní nà má tá thà xá cá đà gà mi phá lá a nà gà mi phá lá a ra ha tá phá lá chít tành chê tí sa ma quỳ xá tí phá lá chít ta ní. Dạ bạch sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ con kính thưa sư con xin đọc bài ạ. Lokutara chittang, phala chittang, sota bhatti, phala chittang, sakkada, gami phala chittang, anagami phala chittang, araha, arahata phala chittang, jeti imani chat, chatta ribi, lokutara phala chittani nama, phala chittang, janan. Cá rô ra bề đề ná, cá rô tí, ví tắc cá, ví trà rá, bì tí su khê, các gá tà sá hí tăng, bát thá mát trà ná sô tà, bát tí phá lá chít tăng. Ví trà rá bì tí su khê, các gá tà sá hí tăng, đú tí chất, đú tí. Giác trà ná, sô ta, bát tí, phá lá chít tăng. Bì tí su khê, các gá tà, sá hí tăng. Tá tí, giác trà ná, sô ta, bát tí, phá lá chít tăng. Su khê, các gá tà, sá hí tăng. Chát tút, tháp trà ná, sô ta, bát tí, phá lá chít tăng. U bét khê, các gá tà, sá hí tăng. Bành chá mát trà ná, sô ta, bát tí. Phá lá chít tăng chê tí y mà ní bành chá bí sô ta bát tí phá lá chít ta ní nà má ta thà sắc ca đà gà mí phá lá á nà gà mí phá lá á ra hát tá phá lá chít tăng chê tí sa má quỳ xá tí phá lá chít ta ní. Dạ kính thưa sư con đã đọc bài xong. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài Lokutara chittang phala chittang sota patti phala chittang sakkadagami phala chittang anagami phala chittang arahatta phala chittang cheti imani cattari pi lokutara phala chittani nama phala chittang chanang ga yoga sedena karoti vitakka vichara piti sukhe kagyata saitang bát tháp mắt trà ná sô tà bát tí phá lá chít tăng. Quý trà rá bì tí su khề các gá tà xây tăng lú tí nhất trà ná sô tà bát tí phá lá chít tăng bì tí su khề các gá tà xây tăng ta tí nhất trà ná sô tà bát tí phá lá chít tăng
sukhe kakyata sahitang chatutthacchana sota patipalachitang upakhe kakyata sahitang panchamacchana sota patipalachitang cheti imani panchati sota patipalachitani nama tatha sakadagami phala anagami phala arahatta phala chittang cheti samavi sati phala chittani. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Lokuttara chittang phala chittang sotapati phala chittang sakka dagami phala chittang anagami phala chittang arahatta phala chittang cheti imani chattaripi lokuttara phala chittani nama phala chittang chanang ga zo ga phê đề ná cá rô tí vitakha vichara pê tí sukhe kagata sahitang patthamaccha nasota patipphala phala chittang. Bạch sư chuyển bài giúp con ạ. Vichara pê tí sukhe kagata sahitang duttizaccha nasota patipphala chittang peti sukhe kagata sahitang tatizaccha nasota patipphala chittang sukhe kagata sahitang chatutthaccha nasota patipphala chittang upakkha kagata sahitang panchamaccha nasota patipphala chittang cheti imani panchapi sota pati phala ti citta ni nama tatha sakada ga mi phala anaga mi phala arahatta phala cittan cheti samavisati phala cittani. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Thầy sư xin đọc bài. Lokuttara chittang phala chittang sota pati phala chittang sakadagami phala chittang anagami phala chittang arahata phala chittang chedi imani chattari bi lokuttara phala chittani nama phala chittang chananga yoga fidena karoti vita vitakka vichara beti sukhe karga dasahitang pathamatta nesho Bati phala chittang. Dạ sư chuyển bài con. Vichara bati sukhe kagata sahitang duti yatana sota pati phala chittang bati sukhe kagata sahitang tati yatana sota pati phala chittang sukhe kagata sahitang chatutthacchana sota pati phala chittang upekkha kagata sahitang panchamacchana sota pati phala chittang cheti imani panchabhi sota pati phala chittani nama tatha sakadagami phala na sakadagami
mi phê lê en nè gà mi phê lê e lê hà tê phê lê chít tần chê tí sơn mê quý sơ tí phê lê chít tần ý. Dạ thưa sư, xin hết, xin cảm ơn. Dạ, xin mời những đạo hữu đọc rồi bỏ tay xuống ạ. Dạ, xin mời Tô Quốc ạ. Quốc đọc đi. Nghe. Mày có gì thì đọc trước. À, chưa nghe. Mày có gì thì đọc trước. Dạ, xin mời chị Diệu Thiện ạ. Dạ, yeah. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc. Lokuttarachittang phalachittang sotapatti phalachittang sakadagami phalachittang anagami phalachittang arahatta phalachittang cheti imani chattaribhi lokuttara phalachittani nama Phalachittang chanan gayo gape de nakaroti vitakka vichara piti sukhe kakgata sahitang pathame chana sota patti phalachittang vichara piti sukhe các gia tài sa hi tăng du ti giới trà na sô ta bát ti pha la chi tăng bì ti xúc khề các gia tài sa hi tăng ta ti giới trà na sô ta bát ti pha la chi tăng xúc khề các gia tài sa hi tăng chát tuất thấy trà na sô ta bát ti pha la chi tăng u bế khề các gia tài sa hi tăng bình cha mẹ cha na so ta bát ti pha la chít tành chế ti imani bình cha bi so ta bát ti pha la chít ta ni nam á ta tha sa ca đà gà mi pha la a na gà mi pha la arahat ta pha la chít tành chế ti sama vi sa ti pha la chít ta ni. Dạ kính bà sư, con đã đọc xong. Con kính tri ân sư. Dạ, xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Dạ, vẫn chưa nghe được. Bên Quốc bị dạ. Sao rồi? Dạ, xin mời Quốc ạ. Máy mở mic rồi mà không có nghe. Cho bạn bị lỗi cái máy sao rồi. Con nghe chứ sao? Rồi, nghe rồi đó. Rồi, con đọc cái này. Dạ, thưa sư, con đọc. Lokuttarachittang sotapatti phalachittang sakkadaga mi phalachittang anaga mi phalachittang arahatta phalachittang cheti imani chattaribhi lokuttara lokuttara phalachittani nama pha la chít tăng cha năng cá dô gà pha đề gà phê đề ná cá rô tí quý tắc khá quý cha rá bì tí xúc hề cắt cá ta sa hít tăng bắt thá mách cha ná sô ta bắt tí pha la chít tăng quý cha rá bì tí xúc hề cắt cá ta sa hít tăng đủ tí giấc trà ná sô ta bát tí phát lá chích tăng bì tí xúc khề cắt cá tà sa hi tăng tá tí giấc trà ná sô ta bát tí phát lá chích tăng xúc khề cắt cá tà sa hi tăng
chatutthachana so ta bhati phalachittam upekkha kakka ta sahitam bancha macchana so ta bhati phalachittani chitteti imani banchat bi so ta bhati phalachittani nama tatha sakada mi phalachit mi phala anaga anaga mi phala an ahat mi phala arahatha phala chittang jeti sama vi sati phala chittani. Dạ thưa sư con hết. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Nokutara chittang phala chittang sota pati phala chittang sakada va ni phala chittang alaga ni phala chittang arahata phala chittang jeti imani chatta rupi lokuttara phala chittani nama phala chittang janang ga dô gá thề tê ná cá thô tí mít tắc cá quý trà rác tì tí xú khê cắt tá tà sáng tầng tắc há mất trà ná sô tà tắc tí phá lá chích tầng. Thưa sư lập trang giúp con ạ. Quý trà rác tì tí xú khê cắt tá tà sáng tầng đô tí vách trà ná sô tà tắt tí ca la chít tăng bì tí su khê các ca tà sa hi tăng ta tí vách trà ná sô tà tắt tí ca la chít tăng su khê các ca tà sa hi tăng cha tút thách trà ná sô tà tắt tí ca la chít tăng u vách khê các ca tà sa hi tăng bành trá mách trà ná sô tà tất tí phá lá chích tành chê tí y mà ní tành chá tí sô tà tất tí phá lá chích tà ní nà ná tá thà tá ca đà và ní phá lá an hà và ní phá ná a rá hát tá phá lá chích tành chê tí sa má vi sa tí phá lá chích tà ní. Là thư sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Đọc tiếp cái đoạn này hay đọc từ đầu ạ? Quý chá lá tì tí số tề các gác tá ta hít tăng đú đú tí bách trà ná sô tá ba sô táp tí phá lá chít tăng tì tề xú khề khắc gá tà xá hít tăng tà tí bách trà ná sô tà bát tí phá lá chít tăng xu khề các gá tà xá hi tăng chát chát tút há trà ná sô tà ba tít ba la chi tăng ú bách khề các gá tà xá hi tăng bành cha mách trà ná sô tà ba tít ba la chi ta bành chê tí ý và ní bành chá bê bành chá sô táp a tí pa la chi ta ní na ma ta tha sa sa ca ta ga pi pa la an ana ga mi pa la ara
ta phá lá chít tành chê tí giá mà quê xá tí phá lá chít tà ní. Giáo sư có đã đọc xong ạ? Do cái này dài và cái này nhỏ chữ pháp con nhìn nó cũng không rõ sư. Lô cút tá giá chít tăng phá lá chít tăng sô bá sô bát tí phá lá chít tăng giá cá đá đa gà bí phá lá chít tăng á na gà bí phá lá chít tăng á ra há á ra há á ra há táp hát tá phá lá chít tăng chít tăng chê tí ý mà ní chát tà rí bí lô cút tá ra phá lá chít ta ni na ma phá lá chít tăng cha na cha năng cá rô cá phê đê ná cá rô tí quý quý tác cá quý cha ra đi tê xú phê các gá ta xá hít tăng bát cá mách cha ná sô tá bát tí phá lá chi tăng. Cái nó nhỏ con nhìn màn hình hôm nay con bị bất ý kính. À con sư sư có đặt xong ạ. Dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ thưa sư con tiếp tục đọc ạ. Con xin đọc ạ. Lô cút ta ra chi tăng phá lá chi tăng sô tá bát tí phá lá chi tăng saka da ga mi pha la chít tăng ana ga mi pha la chít tăng arahat ta pha la chít tăng chê ti ma ni chát ta ri bi lô cú ta ra pha la chít ta ni na ma pha la chít tăng cha nan ga yo ga phê đề na ca rô ti quy tắc ca quy cha ra bi ti su khê các gata sahi tang bata mai chana so ta ba ti pha la chi tang. Dạ thưa sư mở qua bên kia giùm con. Quy cha ra bi ti su khe các gata sahi tang du ti ti jet chana so ta ba ti pha la chi tang. Bi ti su khe các ga ta sa hi tăng ta ti yết cha na so ta ba ti pha la chi tăng su khe các ga ta sa hi tăng cha tu thách cha na so ta ba ti pha la chi tăng u bai khe các ga ta sa hi tăng bành cha mai cha na so ta ba ti pha la chi tăng chê ti ma ni bành cha bi so ta ba ti pha la chi ta ni na ma ta tha sa ca đa ga mi pha la a na ga mi pha la a ra ha ta pha la chi tăng chê ti sa ma quỳ sa ti pha la chi ta ni. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin mời Phước Duyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Lokutara cittang phala cittang sotapati phala cittang sakadagami phala cittang anagami phala cittang arahata phala cittang ceti imani cattaripi lokutara phala cittani nama phala cittang chananga yoga perena karoti vitakka kavichara piti sukhe kakata sahitang patthamacchana sota patti palacittang vichara piti sukhe kakata sahitang dutiyacchana
Sota pati palachitang piti sukhe gat gat gata sahitang tati yachana sota pati palachitang sukhe gat gata sahitang chatutthachana sota pati palachitang upikhe gat gata sahitang panchamachana sota pati palachitang cheti imani panchapi sota pati palachitani nama tattha sakkadagami phala anagami phala arahata phala cittanjeti samavisati phala cittani. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ con thưa sư, hết người muốn đọc rồi ạ. À, chúng ta học bài ha. Tâm như thế, lục uttara citta, tâm như thế là tâm mặc lấy niết bàn làm cảnh, cái này phần hôm trước. Tâm như thế mình chia ra làm hai, đó là tâm đạo, uttara citta, tâm quả, uttara citta. Tâm đạo mình còn gọi nó là tâm thiện như thế. Lục uttara, uttara citta. Quả này nhưng mà chia ra làm hai thì gọi như vậy, nhưng mà nếu mình gọi riêng nó thì mình phải gọi cho rõ, gọi cho rõ đó là tâm quả như thế là lukutara palachitta hoặc là lukutara vipakachitta, phải gọi như vậy thì nó mới rõ. Tại tâm đạo thì có một dạng, chỉ có tâm như thế có tâm đạo, nhưng mà tâm quả thì chúng ta học từ các bài trước, nó có tâm quả bất thiện, tâm quả thiện, rồi tâm quả vô nhân, tâm quả hữu nhân, tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Nên lúc phân làm hai như vậy thì gọi là tâm quả, tâm đạo, tâm quả như vậy thì được. Nên là nếu mình gọi riêng cái tâm quả thì mình phải nói là tâm quả như thế. Tâm quả như thế. Hôm nay có các phần, đó là định nghĩa. Thứ hai đó là 4 hoặc là 20 tâm quả như thế. 3 đó là tùy chứng đắc đạo quả. 4 là tâm quả như thế phối hợp với tâm giả. 5 là phần sự của tâm quả như thế. 6 là tâm quả như thế nương môn. 7 là tâm quả như thế nương Phật. 8 là tâm quả như thế biết cảnh. 9 là tâm quả sinh thế sinh ở hàng người. 10 là tâm quả sinh thế có mặt ở các tổ. Để trong bài này có 10 phần như vậy. Phần 1 là phần định nghĩa. Tâm quả sinh thế đó là tâm quả diệt thục do tâm đạo trợ tạo bằng vô giác duyên. Tức là cách trợ bằng cách không gián đoạn, là cứ sao tâm đạo là chắc chắn đó là tâm quả. Nó khác với các tâm bất thiện, các tâm thiện dục giới, các tâm thiện sắc giới và các tâm thiện vô sắc giới. Khi mình tạo quả thì cái tâm đó nó luôn chủng tử cứ đến tái sanh ở cái kiếp sau đó, hoặc là nó cho quả sau đó. Nhưng mà tâm đạo thì không như vậy. Tức là sau cái tâm đạo đó lập tức là nó hỗ trợ cho cái tâm quả sanh khởi bằng là vô giác duyên. Đó là tâm đạo. Tâm quả thì có 4 hoặc 20 tâm quả như thế. Mình gọi là 4, đó là gọi trường hợp theo không có thiện. Tức là mình có tâm quả diện lưu,
Sakadagami Palachita tăng quả nhất lai. Xin lỗi, tăng quả dịp lưu nó là Sotapatti Palachita tăng quả nhất lai, đó là Anagami Sakadagami Palachita tăng quả bất lai, đó là Anagami Palachita tăng quả A-la-hán, đó là Atapat Palachita. Đó là chúng ta gọi theo không có thiền thì chúng ta gọi 400 đầu này. Còn nếu mà phân theo thiền thì mỗi một tâm quả như vậy, vì phân theo thiền là phân theo thiền chi, là mỗi một bậc thiền như vậy thì mỗi một tâm như vậy theo phân theo thiền thì nó có 5 trường hợp. Ví dụ ở tâm quả dự lưu sơ thiền có tâm tứ thị lạc định, tâm quả dự lưu nhị thiền có tứ thị lạc định, tâm quả dự lưu tam thiền có hỷ lạc định, tâm quả dự lưu tứ thiền có xả và định, tâm quả dự lưu ngũ thiền có lạc và định. Rồi tương tự ở tâm cái chữ tathā sakkadagā mipala anagāmipala arahatapala, trong cái nghĩa là nó giống nhau, tức là tâm đạo, tâm quả nhất lai sơ thiền, tâm quả nhất lai nhị thiền, tâm quả nhất lai tam thiền, tâm quả nhất lai tứ thiền, tâm quả nhất lai ngũ thiền. Còn nếu muốn đọc thêm chi thiền thì đọc thêm chi thiền vào. Rồi thứ ba đó là tâm quả bất lai, thì có tâm quả bất lai sơ thiền, tâm quả bất lai nhị thiền, tâm quả bất lai tam thiền, tâm quả bất lai tứ thiền, tâm quả bất lai ngũ thiền. Rồi thứ tư đó là tâm quả A-la-hán, tìm có tâm quả A-la-hán sơ thiền, tâm quả A-la-hán nhị thiền, tâm quả A-la-hán tam thiền, tâm quả A-la-hán tứ thiền, tâm quả A-la-hán ngũ thiền. Nó cũng có mỗi cách gọi khác, mình thường hay sử dụng, người ta gọi nó ngắn gọn, đó là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tam thiền, tâm sơ quả tứ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, ngũ thiền. Tâm nhị quả sơ thiền, tâm nhị quả nhị thiền, tâm nhị quả tam thiền, tâm nhị quả tứ thiền, tâm nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả sơ thiền, tâm tam quả nhị thiền, tâm tam quả tam thiền, tâm tam quả tứ thiền, tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả sơ thiền, tâm tứ quả nhị thiền, tâm tứ quả tam thiền, tâm tứ quả tứ thiền và tâm tứ quả ngũ thiền. Cái cách này là cách thường được gọi phổ thông vì nó ngắn gọn. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem lại ở trong chữ Pali, ở trong bản sáng tác tập tiếng Luồng thì người ta gọi theo cách mà sư tập phần thứ này theo cái bản không. Thì đó là cái tên của bốn hoặc là 20 tâm quả. Cái thằng tên này là bắt buộc phải học thuộc lòng, thuộc lòng cả tiếng Mali là tiếng Việt. Rồi sự chứng đắc đạo quả, cái này thì ôn lại hôm trước năm chúng ta học cái lộ trình tâm này rồi, tức là trong cái đời sống bình thường của mình và trong thời gian mà mình tu tập, đến khi mà cái lộ trình tâm cuối cùng để mình chắc chứng đắc được đạo quả thì nó sẽ diễn ra, đó là một trí trung đầu dứt dòng thải y mô, chuẩn bị cẩn thành cùng thứ thiện tập. Từ chuẩn bị cẩn thành cùng thứ thiện tập nó đều là tâm đại thiện hợp trí.
tại sao cái tâm này thì hợp lý đó, thì đó mới là tâm đạo được. À, tâm đạo, tâm đạo sao tâm đạo đó là hai sắc na tâm quả, đó là với trường hợp người thì căn ở người lại căn thì bỏ qua cái giai đoạn chuẩn bị mà hay vào đó, đó là sao hai ý môn, đó là cận hành thứ chuyển tập rồi sắc na đạo. Nhưng mà sao sắc na đạo thì đó là ba sắc na tâm quả, thay vì hai sắc na chẳng như là trên thì nó lại thêm một sắc na tâm quả. Thì đó là từ người phàm phu mà đã thành bậc thánh đầu tiên, gọi là bậc thánh diệu lưu, thì cái lộ thân tâm đã diễn ra này. Rồi sau đó thì cái lộ thân tâm nó diễn ra bình thường giống như người phàm phu ở trong cuộc sống. Chỉ cái này là khi mà lộ trình tâm này nó diễn ra rồi thì nó chọn được ba cái kiết sử, là thanh kiến, hoài nghi và vị chấp thủ. Tức là tâm sơ đạo, sơ quả, tâm từ ba kiết sử là thanh kiến, hoài nghi và vị chấp thủ. Tâm này trước đã có rồi. Rồi nếu mà sau khi chứng sơ quả rồi, chứng quả dự lưu rồi, đã tiếp tục tu tập hoặc là sau cái quả dự lưu đó thì lại chứng thêm cái đạo quả cao hơn, là hoặc là từ nhất lai quả, bất lai quả cho đến an khang quả. Yeah. Thì cái gì, lộ trình tâm nó sẽ diễn ra như thế này, tức là sau thay ô cũng là chuẩn bị cần hành thường thứ, mà thay vì ở đây đây là chuyển tộc giống như người phàm phu, thì ở đây đó là tiến bậc, tức là tiến thêm một cái bước cao hơn ở trong dòng thánh. Thì đây là có thể là tâm đạo, trong trường hợp này nó có thể là nhất lai đạo, bất lai đạo hoặc là a tháng đạo, tùy theo trường hợp. Rồi sau đó là quả. Thì nếu mà đây là nhất lai quả thì nhất lai đạo, thì ở đây cũng là nhất lai quả. Ở đây là bất lai đạo thì đây là bất lai quả, ở đây a la hán đạo thì là quả. Ở người lại căn thì nhanh hơn một sát na, tức là thay chuẩn bị thì ở đây nó vào sau hai ý môn, đó là thành thành cùng với chủ tộc rồi đạo, sau sát na đạo đó là sau bài này thì chúng ta sẽ học từ lộ trình tâm, thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn này. Thì trong lộ trình tâm lúc nãy nó cho mình ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là tâm nhị đạo nhị quả, thì đoạn từ nãy là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bên cạnh đó thì nó còn giảm, làm giảm nhẹ dục ái và sanh, giảm nhẹ. Rồi là tâm đạo tâm quả thì đoạn từ năm hạ phần kiết sử, đoạn từ hạng năm hạ phần kiết sử, vậy là kiết sử phần thô hay là gọi là hạ phần kiết sử. Tâm tứ đạo tứ quả thì đoạn từ tất cả mười điều kiết sử, tức là thêm ái sắc, ai vô sắc, ngã mạn, vô dịch và vô minh. Thì đó là phần này chứng đắc được đạo quả. Mình chỉ có bốn phần như vậy. Ngay cả Đức Phật thì cũng chứng đắc như vậy thôi. Cũng lộ trình giống nhau như vậy. Tâm đạo phối hợp với tâm sở, tâm quả ha.
Dạ thưa sư, không có âm thanh. Tập quả xin thế phối hợp với thân sở. Thì hôm trước mình học tâm đạo nó phối hợp với tâm sở như thế nào, và tâm quả xin thế nó cũng phối hợp như vậy. Tức là tâm này thì nó thuộc nhóm là tâm tịnh hảo, nên nó sẽ có 13 tịnh tha, 25 tâm sở tịnh hảo. Vì trong tâm siêu thế, trong tâm siêu thế thì nó có cảnh là niết bàn, cho nên nó sẽ bỏ hai tâm sở hung phần. Vì hai tâm sở hung phần này là chúng sanh chế định. Hai tâm sở vô lượng phần như thế nào? Hai tâm sở vô lượng phần. Còn ba giới phần á, ba giới phần thì ở trong tâm thiện á, ba giới phần khi có thì không. Nhưng mà trong trong tâm siêu thế thì lúc nào cũng có ba giới phần. Có ba giới phần. Vì tổng quát thì mình có 36 tâm sở phối hợp, đó là 13 tâm sở tự tha, 23 tâm sở tịnh hảo, từ hai vô lượng phần. Thì cái tổng quát này cũng để chỉ cho là bốn tâm đạo mà không có thiền, bốn tâm đạo không có thiền, bốn tâm quả không có thiền, thì nó cũng chỉ có là 36 tâm sở phối hợp. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình tính theo chi thiền thì các tâm đạo đó nó sẽ có, các tâm thiền đó nó sẽ bỏ một số tâm sở. Ví dụ như là bốn tâm quả siêu thế mà sơ thiền. Sơ thiền thì có đủ, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Cho nên mình có 13 tự tha, có đầy đủ 23 tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà bốn tâm quả siêu thế nhị thiền thì chúng ta sẽ thấy là trong 13 tự tha thì nó sẽ bỏ gì? Nhị thiền thì nó không có tập, nó chỉ có tứ hỷ lạc định thôi. Cho nên trong 13 tập tha thì nó chỉ còn lại 12 tập tha từ tập, và 23 tập sở tình hảo thì diễn nguyên. Tập sở tình hảo thì nó không có thay đổi, nó chỉ có thay đổi các tập sở tập tha liên quan đến nhị thiền. Tâm quả siêu thế tâm thiền nhưng chỉ còn lại 14 tâm sở tịnh tha, 14 tâm sở hợp, đó là 11 tâm sở tịnh tha mình trừ tâm tứ. Vì tâm thiền thì bỏ tâm tứ, tâm thiền bỏ tâm tứ. Tâm bốn tâm quả siêu thế tứ thiền, tứ thiền thì bỏ là tâm tứ hỷ, nên chỉ còn lại 33. Trong 33 đó thì là có 11 tự tha. Mười tự tha đây ghi lộn 11, 10 tâm sở tự tha. Mười tâm sở tự tha, 23 tâm sở tịnh hảo. Rồi bốn tâm quả xin thấy ngũ thiền. Ngũ thiền với tứ thiền thì giống nhau. Ngũ thiền với tứ thiền thì giống nhau. Chỉ khác là ở tứ thiền thì nó là lạc và định. Còn ở ngũ thiền thì nó là xảo và định. Khác nhau mình như đó. Còn các tâm sở phối hợp thì nó vẫn giống nhau, trạng thái tâm thì nó vi tế hơn. Rồi, đó là phần tâm sở, tâm quả phối hợp với tâm sở. Tiếp theo đó là phần C của tâm quả chi thế. Tâm quả chi thế với tâm đạo chi thế thì nó chỉ làm một cái công việc, đó là công việc tổng lực.
tâm đạo khi thế, tâm động lực trong tâm đạo khi thế đó là nó xác từ phiền não. Nhưng mà tâm quả thì khi làm việc động lực của tâm quả ở đây nó làm cho thanh tịnh cái phiền não, tức là làm cho tâm được thanh tịnh hơn. Giống như là trước mình ví dụ giống như là ngọn lửa đang cháy và đã được dập tắt, và nó chỉ còn lại cái hơi nóng và ta đang nướng cứng cho nó mất đi cái hơi nóng đó, thì đó là cái tâm quả. Tâm quả siêu thế là ngư môn. Tâm quả siêu thế là ngư môn. Thì chúng ta thấy là mình có sáu môn, đó là nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý. Chúng ta thấy là trong cái lộ trình tâm mà chứng đắc được đạo quả, lúc nào là nó cũng diễn ra ở lộ ý môn, chứ nó không có diễn ra ở nhãn, nhị, tỷ, thân. Ở trong đời sống sinh hoạt của mình á, à, phần lớn đó là diễn ra bằng lầu nhãn, lầu nhĩ, lầu tẩy, lầu thịt, lầu thân. Rồi à, sau đó là nó được tiếp nối bởi lộ ý. Nhưng mà trong chứng đắc đạo quả thì lúc nào cũng là lộ ý. Đạo quả thiền định lúc nào cũng lộ ý. Cho nên đạo quả xin thế thì quyết định đã là lương ý vô. Tâm quả như thế nên Phật mình có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý Phật. Ở trong tâm đạo hôm trước học ở trong tâm đạo chỉ ngoài từ tâm sơ đạo hay là tâm đạo dựng luôn thì hoặc là bốn tâm đạo không có thiền, bốn tâm quả không có thiền thì cái đó là nhất định đó là nương ý Phật, vì không có thiền thì nó chỉ sanh được ở cõi dục giới, nó chỉ xảy ra ở cõi dục giới. Còn nếu mà có thiền, có thiền thì đối với năm tâm sơ quả hôm trước đó, là tại vì cái điều kiện mà chứng đắc được đạo quả nó liên quan đến cái đề mục tu tập, là liên quan đến cái đề mục tu tập để có thể chứng đắc được đạo quả mà trong mà nó không thể nào xảy ra được chứng đắc được những lưu quả, nó không thể nào xảy ra ở cõi siêu thế, ở cõi vô sắc. Ở cõi vô sắc chúng ta thấy là người ta tu tập là tu tập bằng bốn cái đề mục của tâm, tâm vô sắc. Cho nên năm tâm sơ đạo á, là nó chỉ xảy ra ở các cõi có sắc pháp, liên quan đến sắc pháp. Còn đến từ nhị đạo trở lên thì nó có thể, tức là khi mà có được cái bước đầu tiên rồi thì ở cõi nào thì cũng có thể tập được. Và từ nhị đạo, sơ đạo, tam đạo thì nó không có mặt ở cõi tình cư thôi. Nhưng mà hôm nay mình học 20 tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế, 20 tâm quả siêu thế thì nương ý Phật quyết định. Lý do đó là nếu mà tâm quả siêu thế này mà xảy ra trong trường hợp mà ở cõi dục giới, cõi dục giới thì nó nương Phật. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra ở cõi vô sắc giới thì nó không có nương Phật. Ở đây tại sao mình có đến 20 tâm quả hay chỉ có 15 tâm quả, là từ nhị quả, tâm quả, tứ quả thôi. Nhưng mà đây có cả là tâm sơ quả. Tâm sơ đạo thì nó có mặt ở cõi vô sắc.
mà tâm sơ quả thì nó có. Nó có là có ở trong trường hợp ví dụ như là người đã tu tập chứng đắc được được dự lưu quả ở cõi người hoặc là ở cõi trời hay là ở cõi sắc giới, rồi tu tập chứng đắc được thiền vô sắc, sau khi chết thì họ sẽ sanh về cõi vô sắc. Ở cõi vô sắc, ở tại cõi vô sắc đó thì nếu muốn thì họ có thể nhập được thiền quả, để nhập được thiền quả thì do đó tâm sơ quả nó có thể xảy ra ở cõi vô sắc. Còn ở cõi còn là đối với nhị quả, tam quả, tứ quả thì vì có thể tiến đạt được cõi được các đạo quả này ở cõi vô sắc giới thì cái đó không có nói. Thì ở trong trường hợp nào các tâm đạo mà xuất hiện ở cõi vô sắc thì ở trong trường hợp đó nó không có nương trí Phật, cho nên người ta gọi là nương trí Phật bất định là vậy. Tức là khi đương khi không đương tùy theo trường hợp. Theo đó là tâm quả như thế, đó là biết thực cảnh. Để đây có hai mục cảnh. Trước học về tâm đạo, tâm đạo thì biết được sáu cảnh, thì tương tự tâm quả như thế đó, thì biết được sáu cảnh vậy thôi. Trước hết đó là khi nói đến tâm quả, tâm đạo tâm quả phải nói đến đó là có niết bàn làm cảnh, cho nên trước tiên là phải biết được cảnh niết bàn. Mà niết bàn á là nó thuộc về pháp chân đế, cho nên tâm quả thì thế nó cũng biết được cảnh chân đế. Và biết được cảnh niết bàn ở đây á thông qua lỗ ý môn, mà lỗ ý môn nó là cảnh pháp, cho nên nó biết được cảnh pháp. Niết bàn á thì nó cũng thuộc về cảnh danh pháp, tức là có cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp, thì niết bàn thuộc về cảnh danh pháp. Nên tâm quả thì thế cũng biết được cảnh danh pháp. Niết bàn á thì nó là ngoài thời, tức là nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên khi mà biết được cảnh niết bàn tức là biết được cảnh ngoài thời. Rồi niết bàn cũng là ngoại quần, ngoại quần. Cho nên khi mà biết được cảnh niết bàn thì biết được cảnh ngoại Phật, thì đó là tâm như thế, biết được tâm quả như thế, biết được sáu cảnh, là lý do biết được sáu cảnh. Rồi tâm quả như thế sinh ở hạng người. Hạng người thì dễ rồi. Tức là mình có gì, mình có bốn hạng người ở đây, mình có chỉ có bốn hạng người thôi. Tâm quả như thế thì khi mà tại cái người ở trong trường hợp này là người ta tính theo cái sắc na tâm, nên tâm quả, tâm sơ quả thì nó chỉ sinh ở hạng người sơ quả, tâm nhị quả sinh ở hạng người nhị quả, tâm quả thì sinh ở hạng người tâm quả, tâm tứ quả thì sinh ở hạng người tứ quả. Hoặc là nói là cách khác là tâm quả diệt lưu thì sinh ở người sơ quả, tâm quả nhất lai sinh ở người nhị quả, tâm quả bất lai sinh ở người tam quả, tâm quả a la hán thì sinh ở người tứ quả. Mỗi một tâm sinh ở một hạng người. Tâm quả si thế có mặt ở các cõi. Tâm quả si thế có mặt ở các cõi. Giờ trước tiên đó là nói trường hợp mà bốn tâm quả như thế mà không phát hiện, thì nó cũng giống như là bốn tâm đạo hôm trước. Thì nếu mà không phát hiện thì nó chỉ xảy ra ở bảy cõi vô dục giới.
nếu mình có 11 cõi, nhưng mà khi mình nói đến đạo quả hay là thiền định thì nó chỉ xảy ra ở 7 cõi khu vực giới, đó là cõi người và 6 cõi trời giới. Sáu cõi trời giới là từ tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau súc, quá lạc, thao hoa thực tại. Còn nếu mà nói theo thiền, nói theo thiền thì năm tâm sơ quả và năm tâm nhị quả. Năm tâm sơ quả và năm tâm nhị quả thì sanh ở 21 cõi phần vui hữu tâm. 21 cõi phần vui hữu tâm ở đây là bỏ gì? Khi nói phần vui thì chúng ta sẽ bỏ đó là phần vui hữu tâm. Thì chúng ta bỏ bốn cõi khổ hữu tâm thì bỏ ra cõi vô tưởng, tức là năm. Rồi ở đây là cõi phàm. Cõi phàm tức là mình phải bỏ ra cái bỏ ra năm cõi tình cư, vì là năm cõi tình cư chỉ dành cho bậc thánh. A-la-hàm trở lên, A-la-hàm quả trở lên. Cho nên ở đây gọi là 21 cõi phàm vui tâm thì bỏ ra bốn cõi khổ, một cõi vô tưởng, năm cõi tình cư là 10 cõi, còn lại đó là 21 cõi. Đó là tâm sơ quả và tâm nhị quả. Năm tâm tâm quả với lại năm tâm tứ quả thì sinh ở 26 cõi vui hữu tâm. Thì cõi vui thì cũng bỏ ra bốn cõi khổ, hữu tâm thì bỏ ra cõi vô tưởng. Thì bỏ ra còn 5, bỏ ra 5, 31 thì bỏ ra 5, thì nó còn lại 26. 26 ở đây tức là lấy thêm 5 cõi tình cư. Nãy 21 là bị bỏ 5 cõi tình cư, nhưng bây giờ mình lấy thêm 5 cõi tình cư thì nó còn 26. Lý do ở đây mình lấy 5 cõi tình cư đó là vì trong trường hợp này thì có bậc thánh tam quả với lại bậc thánh tứ quả. Ta cũng đề ý một cái ý nhỏ, đó là mặc dù mình nói là sao tâm đạo đó là thân quả, nhưng mà với trường hợp bậc thánh A-la-hàm, nếu mà A-la-hàm đạo thì không có mặt ở năm cõi tình cư, chỉ có A-la-hàm quả thì có mặt ở năm cõi tình cư. Tức là cái người phàm phu hoặc là bậc thánh hữu phàm, ta tu tập người ta chứng đạt được thánh quả ở cõi người hoặc là ở cõi trời dục giới, ở cõi trời các giới ngoài năm cõi tình cư. Bây giờ vừa chúng ta tu tập chứng đắc được A-la-hàm quả thì sau khi chết sanh về, nói như vậy là phải, chúng ta phải nói theo thiền, tại trong trường hợp này là mình đang nói tâm thiền, thì sanh về cõi tình cư. Thì khi mà sanh về cõi tình cư thì lúc bây giờ đó là người này trở thành là người quả trong con người đạo, người tâm quả trong con người tâm đạo. Còn bậc thánh A-la-hán thì không nói rồi, bậc thánh tứ quả thì không nói rồi. Thì ở trong cõi tình cư đó, thánh A-la-hàm mà sanh về cõi tình cư thì chắc chắn nó là chứng đắc được thánh quả A-la-hán quả ở tại đây. Lâu mau thì biết, nhưng mà chắc chắn là chứng được thánh quả ở tại đây, không đi đâu nữa. Cho nên A-la-hán quả thì có mặt ở trong trong năm cõi tình cư. Chúng ta có năm tông tông quả là tông tứ quả, là có mặt ở 26 cõi vui tâm, làm bỏ ra chỉ bỏ ra bốn cõi khổ và cõi vô tưởng, còn các cõi còn lại đều tông tông quả
Dạ không có nghe tiếng của sư ạ. Dạ thưa sư, không nghe tiếng của sư ạ. Tâm quả thưa sư không nghe được khi hết. Dạ sư rớt mic rồi ạ. Dạ, cô Diệu Bảo ơi, vậy con xin phép được kết thúc lớp học luôn hả thưa cô? Dạ, dạ, vậy đi cô Dung. Dạ, dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm quả siêu thế ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ và cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca vốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang Akasatha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca Bồn nhãn nô anu mô đàn chú chi răng ra khán tu nô gà rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca.